Cô hồi xưa cô rất là già, mà từ thời gian cô đi tập gặp lại bạn cũ, ai cũng tưởng là cô làm gì mà trẻ, ai cũng tưởng là cô đi sửa này sửa kia, mà thật sự là không. Cô là tên Nguyễn Thị Thúy Vân, năm nay cô 57 tuổi. Cô tập yoga là được 8 năm. Khi cô biết bộ môn yoga tốt cho sức khỏe, cho nên là cô muốn tham gia cuộc thi này để nhằm mục đích lan tỏa cho cộng đồng. Khi mà cô được chiến thắng là cô cảm thấy xúc động và vinh dự khi đem huy chương về cho câu lạc bộ Vivo. Khi mà cô tập rồi á, thì cô mới cảm nhận là nó không phân biệt tuổi tác. Mình tập cái tư thế này không được thì mình tập hít thở, là cái luồng hơi thở nó đưa vào, nó làm cho máu huyết của mình lưu thông, nó làm cho con người nó trẻ hóa ra. Cô gặp những khó khăn do hạn chế về tuổi tác, bản thân thì bị bệnh tiểu đường, viêm đa khớp, giãn tĩnh mạch. Do đó cô cần cố gắng và sự nỗ lực của bản thân rất nhiều. Cơ địa của cô khi mà cô tập thì cô ăn được, cô ngủ ngon, làm cho da dẻ cô này hồng hào, mà cô lại trẻ ra nữa. Là lúc trước là cô tập thử ngoài tư nhân thì thật sự nó không có tốt, mà khi cô vào cô ly cô tập rồi là cô cảm nhận là nó rất là tốt, từ nhân viên cho đến quản lý rồi vệ sinh thì nó sạch sẽ, mình tập mình không có sợ dơ. Cô tới đó là cô cảm thấy là cái niềm vui của cô. Ngày nào cô không tập là cảm giác là cô bị bệnh hay là cô nghiện gì đó cô cũng không hiểu nữa. Điều giúp cô hoàn thành kết quả xuất sắc vừa qua là do người thân, bạn bè và quý thầy hướng dẫn cho cô tập luyện. Cô lấy đó làm động lực cố gắng hoàn thành bài thi thật tốt. Cũng vì cuộc thi này cô muốn gửi đến thầy Rai lời chân thành biết ơn là đã giúp cô trong thời gian qua.